Tình yêu thánh tâm, một chiều trên cây thập giá, lưỡi đồng thế gian, làm máu cùng nước tuôn tràn. Con tim nát tan, vì quá yêu thương trần gian. Gánh bao tội tình, Chúa đành hy sinh. Tình yêu thánh tâm, luôn yêu con yêu rất âm thầm, luôn yêu con chan chứa vô ngần. Tình yêu thánh tâm, luôn yêu con năm tháng diệu êm, luôn yêu con không bờ không bên. Thánh tâm Chúa nhân hiền, xóa dịu bao nỗi oan kiên. Tình yêu thánh tâm đẹp tựa như hoa nở thắm, lỗi lầm thế gian được Chúa tẩy xóa uy an, xua tan tối tăm, rọi chiếu muôn tia hừng đông, sáng thân linh hồn thắm đẹp như son. Tình yêu thánh tâm, luôn yêu con yêu rất âm thầm, luôn yêu con chan chứa vô ngần. Tình yêu thánh tâm, luôn yêu con năm tháng dịu êm, luôn yêu con không bờ không bên. Thánh tâm Chúa nhân hiền, xóa dịu bao nỗi oan kiên. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong tháng 6, tháng kính trái tim Chúa Giêsu. Đức Giáo hoàng Phanxicô khuyến khích những cách thực hành đạo đức bình dân. Một trong những cách thực hành đạo đức bình dân đó là những lời kinh trong hội thánh, những lời kinh mà những người giáo dân vẫn họp nhau cầu nguyện mỗi buổi tối. Gia đình chúng tôi ngay từ lúc 5-6 tuổi, mỗi buổi tối bố mẹ, anh chị em họp nhau lại lần chuỗi mân côi, rồi đọc các kinh cầu. Trong đó tháng 6, mẹ tôi luôn mời gọi tất cả con cái của mình đọc kinh cầu trái tim Chúa Giêsu. Từ hồi 6 tuổi cho tới bây giờ, những lời kinh đã ăn vào trong máu huyết chúng tôi. Chúng tôi lớn lên được nuôi dưỡng bằng những lời kinh thật bình dân, đơn sơ, nhưng cũng rất tâm tình. Hôm nay tháng 6, tháng kính trái tim Chúa Giêsu, xin mời anh chị em cùng với chúng tôi mỗi ngày, nếu có thể, bằng không thì mỗi ngày thứ 6 trong tháng 6 tháng kính trái tim, cùng nhau đọc kinh cầu trái tim Chúa Giêsu. Trong suốt kinh cầu, chúng ta xin Chúa thương xót chúng con, chứ không xin Chúa thương xót một mình con. Nghĩa là tình yêu Thiên Chúa phải được đặt trong toàn cảnh mầu nhiệm hội thánh. Ở đó Chúa Giêsu là đầu và chúng ta là thân mình của Người. Vì hội thánh được phát sinh từ việc Đức Kitô hiến thân hoàn toàn để cứu độ chúng ta. Sự hiến thân được thể hiện trước trong việc thiết lập bí tích thánh thể và được thực hiện trên cây thập giá. Khi đọc lời kinh, chúng ta ý thức rằng mình đang liên kết với Chúa Kitô là đầu và hiệp thông với anh chị em là chi thể, để xin Chúa không chỉ thương xót và hóa giải những bất toàn của bản thân, nhưng là hóa giải cả anh chị em trong mối tương quan liên vị. Thương xót chúng con, để khẩn nài lòng thương xót của Chúa đến mỗi người và toàn thể nhân loại, với tất cả niềm tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, tha thiết mời anh chị em cùng sốt sáng đọc kinh cầu trái tim Chúa Giêsu, để khẩn nài Chúa xót thương chúng ta và toàn thế giới. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con. Chúa Kitô nhậm lời chúng con. Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời Thần. Thương xót chúng con. Đức Chúa con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời Thần. Thương xót chúng con. Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời Thần. Thương xót chúng con. Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa Cha hằng có đời đời. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Đấng Thánh Đức Mẹ đồng trinh. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng ngôi thứ hai cho trọn. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là tòa đấng cường cao cường trọng. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa thiên đàng. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa bên hằng cháy. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là vườn đầy mọi nhân đức. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là vua lòng mọi người và là chốn phải hướng về thay thầy. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là nơi chót tinh Đức Chúa Trời ngự. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho mọi người chúng con. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu hay nhìn hay thương vô cùng. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con đường nên lành nên thánh. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhốt nhà bội phần. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến trên. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đồng thâu qua. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự an ủi.
thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng, là sự sống lại chúng con. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng an và làm lành cùng Đức Chúa Trời. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cấy trông. Thương xót chúng con. Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng. Thương xót chúng con. Chúa Kitô chuộc tội cứu thế. Tha tội chúng con. Chúa Kitô chuộc tội cứu thế. Nghe cho chúng con. Chúa Kitô chuộc tội cứu thế. Thương xót chúng con. Lạy Đức Chúa Giêsu rất hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời. Chúng con xin Chúa trông đến trái tim con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen và những việc lành người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận, mà tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van. Vì Đức Giêsu Kitô con Chúa là đấng hằng sống hằng chỉ là một cùng Chúa và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen. Lấy trái tim Chúa đầy lòng xót thương, đầy tình mến thương, cho con xin một chỗ nhỏ thôi, để con chôn vùi tội lỗi, để con tựa nương an nghỉ bên Chúa trong cuộc đời vất vả đau thương này. Con xin một chỗ trong trái tim Chúa. Con xin một chỗ nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ơi thật hãi hà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu thương. Con xin một chỗ bình yên trong trái tim của Chúa tình yêu, để con yêu Ngài mãi mãi, tháng năm qua chẳng chút phai tàn. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ơi thật hãi hà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu thương. Con xin một chỗ tựa nương trong trái tim của Chúa tình thương, đời con an nghỉ vui sướng tháng năm qua ở chốn giao đường. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ơi thật hãi hà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái
tìm Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu thương. Con xin một chỗ lặng thinh trong trái tim của Chúa đẹp xinh, đời con chân thành tin kính, tháng năm qua nguyện sống hết tình. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay hà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu thương. Hỡi ai vất vả gánh gian nan, đường đời khốn khổ ách lầm than, đến đây ta sẽ cho bổ sức, nương náu thánh tâm trốn an nhàn. Hãy học với ta đức khiêm nhường, hiền lành nhân hậu và dễ thương, rồi ách của con nên êm ái và gánh của con sẽ nhẹ nhàng. Hỡi ai mang gánh nặng một năm hai xương, về đây ta bồi dưỡng tâm hồn đường nghỉ ngơi, lòng luôn mến yêu cuộc đời. Chúa bên tôi chẳng vương bận ý chí cuộc đời, Chúa là niềm hạnh phúc bình an, mọi gian nan sẽ trôi như mây ngang. Hỡi ai mang gánh nặng một nắng hai sương, về đây ta bồi dưỡng tâm hồn đường nghỉ ngơi, lòng luôn mến yêu cuộc đời. Con tìm đến Chúa tựa nương, mọi danh vọng ý không tiếng gì, Chúa là nguồn đêm ai dường bao, ngày cho con thánh ân luôn tuôn trào. Hỡi ai mang gánh nặng một năm hai xương, về đây ta bồi dưỡng tâm hồn đường nghỉ ngơi, lòng luôn mến yêu cuộc đời. Tháng ngày thôi hết hoang mang, nắng vơi nở ý chí cuộc đời, Chúa là nguồn sức sống đời con, tình yêu thương Chúa luôn luôn bên tròn. Hỡi ai mang gánh nặng một nắng hai sương, về đây ta bồi dưỡng tâm hồn đường nghỉ ngơi, lòng luôn mến yêu cuộc đời. Tâm hồn sẽ mãi an vui, cuộc sống này đi qua rồi, Chúa là đường đi lên trời cao, để cho ta vững tin khi bước vào. Hỡi ai mang gánh nặng một nắng hai sương, về đây ta bồi dưỡng tâm hồn đường nghỉ ngơi, lòng luôn mến yêu cuộc đời. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Giờ cầu nguyện với kinh cầu trái tim Chúa Giêsu đã kết thúc. Chúc anh chị em luôn được bình an. Ta ơn Chúa.